Xin chào tất cả chị em thân yêu của Lalin Beauty ạ. Hôm nay em lại trở lại với cái video hướng dẫn phân biệt thật giả kem đặc trị nám Đông Sung, được mệnh danh là kem bán chạy số 1 hàng đầu ở tại Hàn Quốc năm 2019. Sản phẩm này chuyên bán và phân phối vào kênh bệnh viện da liễu, các cửa hàng thuốc. Với cái độ trị nám an toàn, lành tính tuyệt đối của nó thì sản phẩm này đang được chị em phụ nữ khắp khu vực châu Á yêu thích. Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều hàng giả, hàng nhái của kem trị nám Đông Sung này. Trước mặt các chị nhìn thấy là gì ạ? Đây là một loại hàng giả và đây là hàng thật. Nhìn từ bao bì, kích thước, màu sắc, kích cỡ, nó đều giống nhau y đúc. Khi mà em cầm hai hộp này trên tay, nếu như không đánh dấu, em còn không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Nói gì các chị đi mua hàng, các chị còn không có cơ hội là được so sánh hai sản phẩm như thế này. Và gì ạ? Hôm nay là Love Beauty với mong muốn là gì ạ? Giúp chị em chúng ta đi mua hàng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, vừa tốn tiền vừa lại hại da, thì chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết khác và giống nhau của kem trị nám Đông Sung này nhé. Chi tiết khác nhau đầu tiên, như các bạn sẽ thấy trên hình, cái hộp kem Đông Sung hàng giả ấy, nó có màu đen tuyền, đen đậm. Còn cái hàng chính hãng thì nó màu đen nhạt hơn và đen nó kiểu đen sáng hơn. Chi tiết khác nhau thứ hai, như trên hình các bạn sẽ thấy, cái hàng chính hãng ấy, những cái vân, những cái hoa văn của nó in rất là rõ nét và nhìn rất là đẹp. Còn hàng giả thì vẫn có hoa văn nhưng nó rất là mờ nhạt và rất là khó để nhìn thấy. Nó hầu như nó rất là mịn. Chúng ta phải soi trước ánh sáng như thế này thì mới nhìn thấy hoa văn của hàng giả. Thế thì đây là một chi tiết rất là dễ phân biệt. Nhưng nếu như không có mà hai sản phẩm bên cạnh nhau thì chúng ta cũng khó đấy ạ. Sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết khác nhau tiếp theo. Khi mà chúng ta đặt cái tay, chúng ta miết cái dòng chữ tiếng Hàn Đông Sung ở mặt trên của hộp thật hàng giả ấy, thì cái hàng chính hãng ấy nó có cái độ G lên. Nó in, nó G và chúng ta cảm giác là nó nổi bật lên trên cái vỏ hộp. Nhưng ở hàng giả thì cái có sản phẩm thì nó in mịn, không có G. Nhưng có sản phẩm thì nó G lên, nó không đáng kể, rất là ít. Và Lalin Beauty lưu ý là cái mẫu mà Lalin Beauty phân biệt là cái mẫu super fake, là fake giống 99,9%. Còn cái loại mà cũng có cái giống nhưng mà nó fake rẻ tiền hơn ý, thì chúng ta chỉ cần là gì, mở hộp kem là biết rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết khác nhau tiếp theo. Ở cái tem ý, cái tem của hàng Đông Sung, hàng chính hãng ý, nó sẽ có sắc nét và rất đậm. Còn hàng Đông Sung hàng giả thì rất là mờ nhạt, như trên hình các bạn thấy đây. Và chi tiết khác nhau tiếp theo là ở mặt sau của hộp kem Đông Sung thì các bạn thấy là gì ạ? Cái nét chữ của hàng chính hãng nó đậm và cái màu của nó hơi ngà ngà vàng lên một tí. Nhưng ở hàng giả thì cái nét chữ nó mảnh hơn, mờ hơn và cái chất mực của nó là gì ạ? Nó có màu trắng sữa nhẹ. Đó, cái chi tiết này như trên hình các bạn thấy là gì ạ? Nếu như để hai sản phẩm thật giả như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái nét chữ, cái màu sắc chữ nó có khác nhau. Nhưng chi tiết này nếu như các bạn đi mua hàng thì mình nghĩ là cũng sẽ có thể khó đây, khó phân biệt đây. Và ở mặt đáy của hai hộp kem thật giả thì như trên hình các bạn cũng thấy là nội dung bố cục nó rất là giống nhau. Cái mã vạch ạ, chúng ta nên nhớ một điều là cái mã vạch không hề có giá trị để phân biệt thật giả. Bởi vì Lalin Beauty đã test rất nhiều những dòng sản phẩm thật và giả rồi. Cái mã vạch quét lên hàng chính hãng thì nó vẫn hàng chính hãng, nhưng hàng giả nó cũng hiện ra là chính hãng. Nên Lalin lưu ý là gì ạ? Hiện nay cái mã vạch nó không có giá trị để chúng ta phân biệt đâu là thật, đâu là giả các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết tiếp theo bên trong hộp kem. Khi cầm hai nọ kem dưỡng ở trong hộp ra thì thực sự là em còn thấy sốc. Bởi vì là gì ạ? Từ màu sắc, kích cỡ nó giống nhau như hai chị em sinh đôi vậy. Chỉ có một cái chi tiết rất nhỏ thôi, đó chính là cái dòng chữ đằng sau của hộp kem. Hàng chính hãng thì nó nét mảnh và sắc nét, còn hàng giả thì nét to hơn và đậm hơn. Nhưng nếu như các chị không có hàng thật và hàng giả để cạnh nhau như này thì làm sao phân biệt được, đúng không ạ? Sau đây chúng ta sẽ đi vào bên trong nọ kem như thế nào nhé. Và chúng ta soi kỹ ở cái mặt trong của hai cái nắp hộp kem. Hàng chính hãng thì bằng một loại chất liệu xốp rất là mịn và trắng. Còn hàng giả thì nó bằng một loại xốp, nó có cái màu là nhám nhám đen, nó không được trắng mịn như trên hình các bạn có thể thấy.
và nó có cái chất liệu giống như là gì ạ? Giấy xốp chứ không phải là xốp mà mịn bóng như hàng chính hãng. Và nhìn hộp kem dưỡng thật giả, các bạn sẽ thấy hàng chính hãng thì nó có màu vành đồng của nó sẽ sáng nhạt hơn so với hàng giả. Hàng giả thì có màu đậm hơn một chút xíu, nhưng chi tiết này rất là khó phân biệt đây. Chúng ta sẽ đi vào chất kem bên trong nhé. Và chúng ta sẽ đi vào bên trong hộp kem. Như trên hình các bạn quan sát thì hàng chính hãng chất kem có màu trắng sữa và nó rất óng, rất đẹp và có độ đặc. Còn hàng giả thì nó có màu trắng nhưng mà nó trắng ngả vàng một chút xíu. Và cái chất kem nó cũng khá đặc. Và nó lưu ý một điều nữa là gì ạ? Hiện nay hàng giả, cái loại kem hàng giả rẻ tiền ý, rất là dễ phân biệt là gì ạ? Thứ nhất chất kem nó lỏng ạ. Nhưng đây là mẫu super fake, chất kem nó đặc y như hàng chính hãng. Nên là những người mà mua xỉ ấy, chính những người bán hàng còn cũng khó thể nhận biết được. Nếu như chúng ta không tìm được một cái nơi công ty, một cái nơi nào phân phối mỹ phẩm chính hãng thì chính người bán hàng còn bị lừa. Đó, các chị nhìn ý là gì ạ? Và cái mùi thì em đã ngửi rồi. Hàng Đông Sung thì thơm rất là nhẹ, thơm hầu như là thoang thoảng, không có đáng kể. Nhưng mà hàng giả thì mùi thơm sộc lên, mùi thơm nó nồng lên ấy. Bởi vì nó có hương liệu hóa chất mà. Và các chị nhìn thấy là gì ạ? Nó quá là giống nhau. Nên khi mua hàng, tốt nhất các chị hãy chọn một cái địa điểm mua hàng nào uy tín để mà mua. Chứ còn là em thấy là khá khó phân biệt đấy các chị ạ. Và em mong rằng là gì ạ? Những cái chi tiết nhỏ bé này sẽ giúp các chị là đi mua hàng sẽ tránh mua phải hàng giả. Và vừa rồi là những chi tiết giống và khác nhau của kem dưỡng Đông Sung Trị Nám của Hàn Quốc. Và rất mong những cái chi tiết này sẽ trở thành những hành trang quý giá để giúp chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta đi mua hàng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và với mong muốn bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam, Lạc Lâm Beauty mong muốn rằng những chị em nào thấy những cái video của Lạc Lâm Beauty nó rất là hữu ích thì đừng quên là gì ạ? Click vào mục đăng ký và chia sẻ cho những bạn bè, người thân để chúng ta cùng nhau chống lại hàng giả, hàng nhái các chị nhé. Tạm biệt các chị ạ.